Xin chào tất cả anh em, đây là mẫu Chessbot này. Sau đây mình sẽ nhét cái lót tăng chiều cao vào. Cái lót này thì nó thiết kế rất là thông minh. Đấy, nó có cái phần đế nệm khí rất là êm, giúp cho anh em đi cực kỳ êm chân, giúp cho anh em tăng được 3 cm nhá. Đấy, mình khi mà mình nhét vào và mình đưa chân vào rất là dễ dàng anh em ạ. Và anh em có thể để ý thấy là form rất là ôm này. À, rất là ôm và hầu như là mình đi vào thì nó không hề bị lộ chân. Mình sẽ đi cả hai đôi vào cho anh em xem nhé. Cái form này thì ở bên mình thì rất là đẹp. Cái mũi của nó không quá nhọn và nó không quá dài. Cái form của nó rất là bay và đẹp. Khi mình đây là khi mình đứng lên này, anh em có thể nhìn thấy mẫu chessboard bên mình cả. Đó. Em nhìn thấy không ạ? Nó rất là đẹp. Nhìn gót đằng sau này, nó giúp cho mình rất là tự tin khi chúng ta đi lại và di chuyển. Đặc biệt là mình tăng được 6,75 cm. Đó, trông rất là đẹp trai. Ok, xin chào anh em.